Chạy về hướng nào anh? Chạy cái hướng trước mặt anh này. Chạy ra trong ha, thẳng đó ha. Dạ. Đừng có ngáy lên anh nha. Dạ. Cứ chạy ra là tự nó nâng mình lên. Em sẽ có cái cánh nhẹ nhàng hơn không? Và một xíu. Ok ạ. Cứ quay ra biển đây. Quay ra ngoài biển đó. Rồi chạy. Đừng có nhảy nha. Rồi chạy mạnh lên. Chạy mạnh lên, cứ chạy đó. Ok, rất tốt, very good. Ok anh. Dạ, dạ. Rồi. Anh tay vô đây này. Móc tay vô đây. Ok. Wow. Đẹp không? Đẹp quá đẹp. Unbelievable. Đẹp không? Làm sao anh định được cái hướng gió? Đúng rồi, chủ yếu lúc có cánh thôi. Bay này được bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu lâu rồi? 7 năm. Thích không anh? Quá thích luôn. Cái ngồi thoải mái không? Thoải mái. Ok anh. Dạ. Với lại anh em mình nam á. Dạ. Cho nên phối hợp nó cũng tốt hơn. Dạ dạ. Trên này gió mạnh ha. Ba trăm sáu mươi độ đúng rồi, cái góc quay đẹp lắm, cầm cái tay không thấy gãy, dạ, không thấy gãy luôn, âm gãy, cái camera này ha, dạ. Liều đó lắm, nhưng mà hát cái là một bề mà để mà chỉnh sửa đó, anh phải ngồi có thời gian, dạ, nhưng mà bù lại cho nó mang lại mình gọi là xứng đáng. Đi đó hay là sao? Em đang lái rồi chứ, đang lái rồi được không? Dạ. Em đang lái mà muốn mua cái điện đó. À, dạ. Và nó có kỹ thuật riêng để mình vào cái luồng khí nóng tối lưu á.
không phải gió được đâu nó dài. Khi mình quay là nó có cái lực lực ly tâm với anh, lực g lực g ấy. Ok anh. Rồi, anh đứng lên, anh đứng lên. Anh đứng lên. Ok anh, về nhà không? Dạ thôi. Đúng không? Cá nhịp nghịch đó, nó là con người mình hơi bị sợ. Nhưng mà bù lại là nó cảm giác nó sướng. Nó sướng vì vậy đó. Dạ, dạ. Ok anh. Bay đầm đầm thì ít ra gịch gịch xíu đi. Không, anh cứ để thế anh bàn, anh vào chỗ anh Giang đi.